Mến chào các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Cơ Tu cùng với Công 92. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 16, Cái Thre, có nghĩa là ốm đau bệnh tật. Mình hy vọng rằng chủ đề này sẽ giúp ích cho các bạn làm bên ngành y để phục vụ người dân của mình tốt hơn. Cái Thre có nghĩa là ốm đau hoặc là bệnh tật. Có một số vùng họ sẽ không nói Cái Thre, họ sẽ nói là Cái Canai, cũng là ốm đau bệnh tật. Như vậy từ Cái này là danh từ chung để chỉ các loại ốm đau của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ phân loại ra Pakhau hoặc là Pachur, có nghĩa là sốt. Pachrua, chrơ, chữ này này mình đọc là chữ chrơ. Pachrua là tiêu chảy. Cá lương luôn là bị sình bụng. Epo là bị sưng. Mình nói từ e cũng được, cũng có nghĩa là sưng, nhưng mà mình muốn nhấn mạnh thêm thì mình sẽ nói là epo, có nghĩa là sưng. Tạ hoặc là lọ là ngứa. Rát là hara, chất hàng là rát. Bị bầm tím á, thì là gọi là va âm. Bị co rút tay là co rách tay, hoặc là bị co rút chân là co rách dung. Co rách tay, co rách dung là bị co rút tay chân. Glet dung, glet dung có nghĩa là tật khớp. Thông thường họ nói từ glet này sẽ là tật khớp chân. Tiếp theo đó là từ pankro, cái này khi mình bị sốt, mình bị run rẩy là pankro. Male cũng là tật khớp, thường là họ sẽ nói là male thì nó rộng hơn, có thể là bị tật khớp tay hoặc là tật khớp chân là male tay, male dung. Bị chóng mặt là vir mặt là chóng mặt. Nôn mửa là cà tạ cà lại. Xỉu là rã ngặt, ngất xỉu. Bị tê chân, tê tay là trần. Plắc tay hoặc là dung. Plắc có nghĩa là gãy, tay là tay, dung là chân. Plắc tay có nghĩa là gãy tay, plắc dung là gãy chân. Trịa bọ là méo miệng, cái này thì mà một số bệnh họ sẽ bị méo này, bị thần kinh nhé, bệnh liên quan thần kinh. Rồi cà chua bọt là sùi bọt mép. Hoi a ham là chảy máu. Tân grua là cầy. Cà ai a cọ là đau đầu. Như cái nãy mình nói từ cà ai đó là danh từ chung chỉ nó đau ở cái bộ phận nào đó. Như vậy ví dụ mình đau đầu thì mình nói là cà ai a cọ. Mình đau lưng thì sẽ là cái hông. Cái hông là đau lưng. Rồi tương tự như vậy, mình đau ở bộ phận mà nào đó thì mình sẽ thêm vào, ví dụ như là đau bụng thì sẽ là cái luôn. Bị đau gan là cái lam. Tương tự mình sẽ thêm đằng sau chữ cái này là các cái bộ phận của cơ thể người. Còn những từ ngữ Cơ Tu nào chỉ các bộ phận cơ thể người thì mình đã có một cái video trước đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi khi bị đau thì ví dụ như là bị thương á, bị thối rữa thì mình sẽ dùng từ là ấn sọ là thối rữa. Hoặc là bị viêm nhiễm mưng mủ thì sẽ là pan nùng. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa tất cả các cái từ ở đây. Cái Thre, cái Canai là ốm đau bệnh tật. Pakhau, Pachur sốt. Pachrua tiêu chảy. Cá lưng luôn sình bụng. Epo sưng. Tạ lọ ngứa. Hara chân hàng rát. Và âm bầm. Crach tay dung, bị co rút tay chân. Glet trật khớp chân. Ấn sọ thối rửa. Panung mưng mủ. Pankro run rẩy. Male tay dung trật khớp tay chân. Vir mặt chóng mặt. Kata kalai nôn mửa. Rangat xỉu. Chân tê. Plak tay dung gãy tay chân. Trịa bọt méo miệng. Cà chu bọt sùi bọt mép. Hoi a ham chảy máu. Tân grua trầy. Cái a cọ đau đầu. Cái hong đau lưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng các bạn sẽ chia sẻ video này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn.